Đấy, mới vào chưa gì nữa đã thế này rồi. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay là mình sẽ thử bình luận cùng với một người chơi khác, bác Fire Evil Yi, gọi là Fire đi cho nó nhanh, tên dài quá. Với dành thằng này tôi đi chơi. Để em bỏ con speed này, bắt bắt ông này lại đã. Bây giờ Ôi, đánh chết luôn rồi. Ông Tăng này biết chơi đấy, Tăng này biết đi đường tắt. Em thấy bên đội bạn cũng biết chơi phết đi, biết chạy chạy để lấy điểm. Thi đấu, tự thi đấu. Theo mình thì quả đấy là giờ đủ tem record rồi luôn. Theo mình quả đấy là không nên chạy như thế, bởi vì là đằng nào thì bạn cũng phải giết tăng thì bạn mới đi qua được. Xem đội hình team này có vẻ biết chơi. Bên kia có một ông ping 90, ping cao thì là sẽ thường là sẽ phối hợp khó hơn. Sai chính tả rồi. Không sao đâu bạn, hồi xưa em học sai chính tả tiếng Anh chả làm sao, có miễn là viết được chữ nào để cho không bị điểm liệt được. Cứu 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 cứu, may quá. Đây là mình chơi là mình ghi âm như này là mình đã phải bỏ mình đã phải giảm âm lượng của Left 4 Dead rồi, nên là có thể là mình nghe tiếng sẽ không tốt lắm. Ông Peter một con boomer. Đấy, đồng đội biết chơi phết. Như smoker đằng sau rồi đúng không? Chính xác. Ở đâu? Ở đâu? Smoker đâu ấy nhỉ? Let's go back, thằng. I think we should go down. Go down to kill time. No. Đây được rồi. No. There's a car. Kill time. Kẹt luôn. Bác này kẹt. Ôi trời. Gì vậy? Không sao. It's okay. Nãy, đó, mình đừng có lùi về. Mình không ra luôn. Ừ nhỉ. Đúng rồi, em cũng nghĩ là đoạn này là phải đánh ở trên đấy. Đoạn đấy đáng ra không nên lùi về. Đoạn dưới có một cái xe. Lâu lâu rồi cũng không
gọi là cũng không thuộc map cho lắm. Đoạn dưới có một cái xe tăng có thể quật, nhưng mà không sao. Xem nào, bên bạn có 6 à 7 700 điểm. Đây là ván mới ván đầu tiên thôi. Ván đầu tiên thôi, không không có cái gì gọi là Lên góc này là 17 đam mà đam. thôi, em chỉ cần 15 đao cũng được rồi. Ok, let's Chắc kì, dù phải, let's Nice, nice chắc rồi. Nice, nice ok. Quả đấy combo hay đấy. Nhảy đúng vào đầu Zoe luôn. Nhìn góc là tôi đã biết rồi, góc có 17 đam. Hình như quả đấy em được 18 hay sao. Bắt hai ông cuối này. Cái này bắt hai ông cuối này. Đấy. Để cố bắt gắng. Lỗi quá. Không không, mình cố gắng mình cấu máu. Chứ càng để lâu phe người càng có lợi. Đấy, như các bạn thấy là có thể là zombie ấy là phải tấn công liên tục. Nếu không tấn công liên tục phe người sẽ máu xanh. Máu xanh thì rất là khó, bởi kể cả có tăng đi nữa thì phe người có thể chạy nhanh hơn tăng. Hunter quả đấy bay nhiều quá. Bay vô hỏng súng rồi. Charger, you should attack. Don't wait. Don't wait around, just attack. One guy behind. Go to upstairs. Charger go in. Grenade! Charger! We burned the path. Let's go! Let's go! How will you knock it off? You should not wait around like that. You should just spawn and attack. Ông này đã phí một quả bay bom rồi. Quả bay bom đấy là đáng ra để dành. Đoạn này không 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 nhất thiết phải ném bay bom. Zombie nó phân tán ra chưa? Ông tách nó để bom làm gì? Chắc giờ đấy, bác vào chắc giờ kìa. Chắc giờ húc mấy ông này xuống này. Đấy, có cái đường leo đằng sau đấy. Rồi, đam. Đấy, thấy chưa? Phối hợp có hai ông thôi. Hai người thôi mà đã thế rồi. Ông nào, ông nào thoát game à? Có phải ông kia, bên bên kia một ông thoát à? Đấy, các bạn thấy đấy. Hatsune Miku. Miku thoát game rồi, bên kia đặt tên thì rõ hay. China, Wuhan. China Vũ Hán CCP là gì? Đảng Cộng sản Trung Quốc hay sao ấy nhỉ? Viết tắt nha. C Virus. Tên buồn cười quá. Mason thì như trong Call of Duty Black Ops 1 hay sao? Kurogiri. Tên kiểu nghe kiểu tên Nhật Bản. Vào này bác này. Boomer, để đợi Boomer vào này.
Boomer, Boomer, free show in. Let's go. Nice, nice, nice feed. Just keep attack constantly and don't stop and we will win. Đấy, như các bạn thấy mình vừa bảo team bạn, team mình cứ vào là vào một phát là vào thật nhanh rồi. Thì người sẽ không rất khó để có thời gian. Rất khó để có thời gian để phản ứng. Đấy. Boomer, Boomer, please. Boomer, go in. Nice, nice smoker. Mấy ông này đáp lửa. Đáp lửa theo kiểu em thiêu đồng đội. bên kia còn hỏi là đứa nào đấy. Nóng rồi. Ui, Boomer, Boomer sống sót. Máu xanh. Bên kia hình như là cuống lên rồi. Bên kia là cuống lên này. Đấy, thấy chưa? Cuống lên xong là một ông thoát nữa. Xuống tinh thần lắm rồi. Đây là em hồi là Boomer. Boomer xong nhảy lên cái này. Nhưng mà bên mình chết hết rồi. Bên mình chết hết rồi, không biết là con nên giữ không hay giữ đi. Giữ lại để xem như này. Úi, quả đẹp quá. Ba ông mồ luôn. Let's go guys. I got three blind. Nice, nice okay. Nice. Okay, this is the end. Bên mình chơi hay đấy nhỉ. Bên mình biết chơi đấy chứ có vẻ. Lúc đầu vào cứ tưởng mấy ông này kiểu bên kia đặt tên hổ báo lắm. Cái gì China, Vũ Hán, cái gì China, Vũ Hán. Cái gì virus. Virus của chủ tịch gì Tập Cận Bình hay sao. Hình như là tên. Em thấy tên C là hình như tên của Tập Cận Bình hay sao. Tên tiếng Anh của Tập Cận Bình. Bên kia đặt tên rất là công bình cho nha, top gì đó. Bên kia đặt tên hổ báo thế. Whoa, whoa, don't shoot, it's me. Get him. Help me. Damn it. Đó. Bắn ác rồi chứ. Watch out! Rồi bây giờ mình sẽ bảo đồng đội mình đi. Faster, move it, people. Let's go, guys. Shoot, shoot the gas. Rồi, thế là xong ông Vũ Hán. Stay here, defend. Defend until we kill all the zombies. Zoki, Zoki. Ok. One hunter. Over, very quickly. Hunter, hunter, hunter. Nice. Stay here, don't go. One smoker.
Đấy, cover hay đấy. Ông Vũ Hán này từ nãy giờ chết mình. Chết chỉ được có tí ra. One Spitter. Đấy, cover chuẩn chỉ luôn. Giao tiếp với đồng đội. And I will be killed. One Zoki, One Zoki. Okay, let's move. For follow Francis. Reloading. One Charger. One Hunter. One Smoker. Smoker. Let's go. Let's go, let's go. Watch out. Reloading. Keep moving, keep moving. Mình sẽ đứng đây đợi team. Be careful, they will spawn. Right behind you, Goliath. Chucky. Reloading. One Zoki. One Hunter on the roof. Molotov Hunter, here. Hunter behind. Molotov here. Okay, okay, okay. Let's go, let's go. Two of them dead. Let's go. One Molotov, one Molotov near the guns, guns stuff. Rồi đã phí Molotov rồi. You don't need to use Molotov to kill normal zombies. Say Molotov for tanks. Okay, let's go. Let's go, let's go. Weapon over here. Reloading. Auto shotgun here. Let's go, let's go. Move. There's a sky bridge. One chaser. Keep going. One Zoki. Fire in the hole. Luis, keep go. Keep going. Don't stop. Zoki. Nice cover. Which nè. Let me. Phối hợp hay phết. bên kia ăn không, gần như không ăn được đao nào, không được một lần đao. Phối hợp hay quá. 47 15 41. Mấy ông bên kia gần như không được đam nào luôn.
Xem tổng số sát thương bên mình là cái bác fire kia là được cao nhất này. Đây, là gây sát thương đây, mình vừa mới giết Wick đây này mà là được 1083 đam. Súng này M16. Em nghĩ map này có tăng là mình tìm Molotov, bởi vì bên kia thua trên map này là sẽ chắc chắn là sẽ có tăng bây giờ đấy. Tăng để cho bên kia gỡ điểm. Man, they trashed this place. Grenades here. Through the offices. Charger behind. Nice, Boomer dead. Go back to this room. I will turn on the car and then go back, everyone, go back inside the room. Go back, follow me. Mất 100 máu rồi. Just stay here, defend. One boomer. I think he is behind the wound. We should try the wound bang. Nice wound bang. Các bạn thấy quả đục tường hay không? Mình sẽ dùng lục bạc để tiết kiệm đạn. Lục bạc rất là mạnh, một phát là xuyên táo được hai con zombie thường luôn. Một, let's do it. Weapons. Yeah. Đấy, tiếp tục đi. Quit game. Smoker behind. I think I'll take the shotgun. Weapons over here. Look out. Tìm thấy Molotov rồi. No. Smoker. Watch out. Let's go. One charger. Hey man, that hurt. Watch out. Hey here, don't let go back. Okay, I think we should stay here, Kintang. Stay here, man. Stay here. I will throw Molotov and then we run back. Let's go. Look at that, man. Go back, guys. Thank you.
that time I grab Molotov. Chạy lên đây, chạy lên đây. Stop, stop, I heal. Okay, let's go. Thanks, I owe you. Yeah. Ném bồ lâu lỗi. Xin lỗi bác, quả đấy là vừa mãi bình luận trực tiếp thì là chơi nó hơi bị dối. Help me, smoker. Let's go. We can save him. Next time when quả đấy đáng ra mình phải chạy nhanh hơn, đáp bay bom xong chạy thật nhanh. Bởi vì let's go, hurry up, vậy. My friend said after he threw the bay bom, you guys should go faster. Don't stay around and then shoot zombies. Just run. Bên kia rage quit hai ông rồi. Chơi cái kiểu thắng thua không thành vấn đề, mấy ông này chứ đang là quit không. Mấy ông này chắc là tầm tuổi, chắc là trẻ con, kiểu là chơi là cứ chỉ phải thắng bằng được, kiểu không thắng là thoát. Xong sang hốt khác là vẫn ăn hành kiểu. Không thắng hả? Kiểu đám hả? Tụi trong bill ra đây. Giống kiểu mấy ông trẻ trâu kiểu. Không biết cái vụ mà hot là hot bill không? Có thỉnh thoảng em vào được mấy cái hot bill confort gì ấy. Gọi là host confort, tức là chơi theo cái thể thức giải đấu kiểu là người theo người là bị như kiểu là hạn chế hơn. Theo người chính là cái chơi cái đấy cân bằng hơn. Theo người như kiểu là có kit có thứ đấy, ông kia lại thoát rồi. Chơi thế này thì đấy, các bạn có thể thấy là Trung Quốc F2. Đây là vote on top này, là để cho các người chơi khác có thể vào được. Bởi vì là đôi khi là cái game này là được vào phát triển từ lâu rồi. Và họ sau đấy thì là không họ có bác đánh... là em chuyên môn em đánh cái đó đó.
sau đó là họ đã bỏ cái tựa game này sau đó để phát triển Counter Strike và Dota 2. Nên là về sau là hai cái tựa game đấy là bán quay súng với cả các thứ được nhiều tiền quá, nên là như kiểu gây bần bà thôi, là làm game là cái gì nữa nhỉ, ngồi bán quay hòm cho các bạn quay súng kiểu đột kích thôi, là lãi hơn nhiều. Bởi vì làm mấy cái skin súng thì có gì đâu, các bạn chỉ cần biết Photoshop 3D Photoshop thôi mà các bạn làm được skin súng bán lãi đâu. Đây đang đợi để bên kia vào, bên kia đang thiếu người nhưng mà chắc vào rồi cũng thoát thôi. Cái kiểu chơi như này, chơi xong rồi cứ thoát như này thì cũng thế thôi. Để em quay lần này là em bình thử bình luận, nếu mà giả sử mà tiếng các thứ mà video này mà được thì cho up, còn không thì thôi. Căn bản quay các cái video này là cũng tốn nhiều dung lượng lắm, một video này phải gần 100 GB cơ mà. Bị ghê vậy, chất lượng cao mà bác, quay 60 fps cơ mà. Boomer kìa, bác Boomer vào đi, xong Zoki với Smoke vào. Đẹp quá. Nice Zoki. Spitter chỉ có mỗi việc cào. Mỗi việc cào nhiều đam đấy. Ông phun vô cản đường luôn mà, đâu có đi đâu. À đúng rồi, chắc là mấy ông này bị zombie cản đường nhưng không đi ra được khỏi cái vũng đờm. Chắc giờ cũng vào luôn đi, cấu máu mấy ông này được máu nào thì cấu. Boomer go in. Nice. You should go back to respawn. Go back and press E. Or you can suicide. That's good too. Để đợi mấy ông này đi xuống này. Đi xuống là mình sẽ hút từ đằng sau. Đợi nó đi lên lại á. Rồi rồi. Ủa, cái xe nó đẩy. Cái xe nó đẩy ra. Smoker Hunter shoot go in. Tí bên mình có tăng mà. Có tăng mấy ông này phát hết rồi. Mù hết rồi, mù 4 ông. Mù đặc rồi. Peter lại AFK kìa. Má ném lửa. Ôi trời ơi, quả ném lửa. Đáp lửa thế. Đáng là quả đấy phải đáp lửa đằng trước. Zombie nó đi từ đằng trước thì đáng phải đáp lửa đằng trước thì mới chặn được. Đợi Spitter hồi skin là vào. Ui chết rồi. Chắc dơ đi, để đợi chắc dơ vào xem nào. Chắc dơ đang AFK. No chắc dơ, we here chắc dơ. Don't let you do, we here. Go here, go back here. Chắc dơ go first. Bomber do it.
Boomer can spawn under the ladder. You can spawn under the ladder and then vomit up. Vomit upward. Ông Boomer không biết chọn chỗ để hồi sinh. Francis nha, Francis có lửa nha. Cố gắng bắt cái ông Francis này. Hey, bác vào luôn kìa. Hunter vào được thì vào kìa. Từ đây đi. Lỡ. Rồi. Vào luôn đi, vào luôn. Let's go, let's go. Không có mình chắc đâu. Nice. Ôi trời ơi. Ui trời ơi, combo đẹp quá. Combo này. Combo đỉnh luôn. GG luôn. Bên kia là như kiểu xuống tinh thần. Phá thế rồi. Đấy, như mọi người có thể thấy là phối hợp trong trò chơi này là phối hợp đồng đội là yếu tố tiên quyết, chứ không phải là team bạn là cứ chơi bắn có người bắn giỏi hay có kinh nghiệm, là cần phải có phối hợp với đồng đội. Ví dụ như là khi là thấy đồng đội bị làm sao là phải biết là quay lại cứu luôn, chứ không phải là cứ đợi được. Nhiều bạn có khi là chơi Left 4 Dead 2 nhưng mà rồi trên map F1 please. À, bên kia là đang muốn làm achievement, đang muốn là có cái achievement gì đấy, nên là không muốn đổi map. Sở dĩ là bên mình muốn đổi map là bởi vì bên mình đằng nào cũng thắng rồi, 2.100 điểm này. Đằng nào sẽ thắng, bên kia cộng thêm điểm vào nữa cũng không thắng được. Yes. Ăn nó cầm bom luôn. Nhường một tí cũng được, không sao. Đó, máy bay. Đâu ra thì móc luôn. Follow me. Follow me, you can in this corner. Guys, follow you. Reloading!
Tranh. Yeah. Quá, tăng chết nhanh quá. Nó rất là nhanh. Lại ra góc này thủ này. Ra góc này này. Góc này, tại sao các bạn chơi cái map này, chơi thủ góc này là rất là tiện. Có khi cũng phải hồi máu thôi. Mà thôi. Ở đây có tăng đều. Có tăng phải hồi máu thôi. Tăng ở chỗ nào? Sau. Chắc rồi nè. Thôi không sao. Chơi cho vui. Thực ra đoạn đấy là nếu mà mình chơi hết sức là bên kia ông không, ông không làm gì đâu. Qua là nãy tôi muốn chơi là tôi đã đứng ngay chỗ của ông rồi. Đây gọi là thả cho ông một tí thôi, để cho hai ông này gọi là có không rage quit thôi. Nhưng khổ. Chứ còn không phải là quýt nữa cho tôi cũng mệt lắm. Trời không có bao nhiêu rồi, tôi làm quýt tối nè. Đấy, thả cho một tí là mấy ông kia vào luôn. Đây. Bác thấy không? Thả cho thắng một tí là như kiểu là đấy. Đấy, ở lại này. Chứ không là chơi nghiêm túc là lại thoát hết như cái ván trước. Không sao, mình đầy phòng. Death Forest 2 buổi chiều tối này là nhiều lắm. Ô, Death Center luôn, trời. Trung tâm tử thần. Rồi, đợi map.